Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Twisto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 679, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Hai bên chém giết kịch liệt, đánh đến mức không thể tách ra, anh tới, tôi lui. Nhân số và thực lực của Trùng Long Cốc có ưu thế lớn, nhưng nhà họ Dục lại có Thiên Sinh Đao. Những người bị thương gần như sẽ được chữa trị trong nháy mắt nhờ sự trợ giúp của Thiên Sinh Đao. Dù ở trạng thái sắp chết, chỉ cần vẫn còn một hơi thở, một đao hạ xuống là có thể khôi phục đầy máu, khó mà tin được. Do đó, các cao thủ của Trùng Long Cốc nhiều lần tấn công mà không giết được người nhà họ Dục, người lại bị tổn thất nhất không ít, mấy chục người đã ngã xuống. Người nhà họ Dục càng đánh càng hăng, không ai sợ chết, dũng cảm xông lên. Điều này khiến cốc chủ Trùng Long Cốc vừa giận vừa buồn bực. Đúng lúc đó, một long vệ dường như đã nhận ra được điều gì, khẽ hô: "Cốc chủ đừng giận, tôi thấy Dục Trấn Thiên không còn dùng được Thiên Sinh Đao thêm bao lâu nữa." Cốc chủ Trùng Long Cốc sửng sốt, đưa mắt nhìn sang, sắc mặt Dục Trấn Thiên đã trắng bệch, mồ hôi trên mặt to như hạt đậu, hơi thở cũng trở nên vô cùng gấp gáp. Không những vậy, động tác cầm đao của ông ta cũng trở nên vụng về, dường như tay không còn sức lực. Xem ra sử dụng Thiên Sinh Đao cũng không phải không có cái giá của nó. Tôi nghĩ mỗi lần dùng Thiên Sinh Đao phải tiêu hao khí kình rất lớn. Cứ tiếp tục như vậy, Dục Trấn Thiên sẽ không cầm nổi đao nữa. Long vệ đó cười nói. Vừa nghe nói vậy, cốc chủ Trùng Long Cốc sáng mắt lên. Ha ha, hay, hay, hay lắm. Xem ra đao này không phải vô địch, vậy thì cũng dễ dàng lấy được Thiên Sinh Đao. Cốc chủ Trùng Long Cốc cười nói. Quả nhiên theo thời gian trôi, tần suất Dục Trấn Thiên vung đao càng lúc càng ít, cả người loạng choạng đứng không vững, dường như đã kiệt sức. Anh cả, nếu anh không cầm cự được thì đưa đao cho em dùng nó. Ông hai Dục thấy vậy thì vội vàng hét lên. Không được, đao này là của tôi, là của tôi. Các người ai dám thò tay vào? Ánh mắt Dục Trấn Thiên run rẩy, nóng nảy hét lên. Anh cả, nếu còn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị bọn họ giết sạch. Đến lúc đó đừng nói là đao, cả mạng cũng không giữ được. Lúc này mà anh còn nói mấy lời hồ đồ, mau đưa đao cho em. Ông hai Dục sốt ruột, Dục Trấn Thiên vẫn hơi do dự. Đúng lúc này, ông năm Dục chạy tới, cướp đao trong tay Dục Trấn Thiên. Dục Trấn Thiên vốn đã mất sức, sao có thể giữ nổi đao? Khốn nạn, chú năm, chú dám cướp đao của tôi. Dục Trấn Thiên nổi giận, nhưng ông năm Dục mặc kệ, vung đao hét lớn, mọi người xông ra ngoài cùng tôi. Giết! Người nhà họ Dục bắt đầu phản công. Chống đỡ, cố gắng chống đỡ cho tôi, bọn họ không cầm cự được bao lâu nữa. Cốc chủ Trùng Long Cốc gào lên, hai bên vẫn đang giằng co, trận chiến ở đây cũng đã kéo dài quá lâu, động tĩnh quá lớn. Cuối cùng người ở cổng vào vùng đất Tu Di cũng phát hiện ra tình hình nơi này, tất cả cùng chạy tới con đường mòn. Không hay, cốc chủ, có người đến rồi. Lúc này, một long vệ biến sắc là lên thất thanh. Cái gì? Cốc chủ Trùng Long Cốc kinh ngạc, quả nhiên, người của một thế tộc chạy tới trước tiên. Nhìn thấy cuộc chém giết ở đây thì lập tức phát tín hiệu gọi tất cả người trong tông môn tới. Hay lắm, hóa ra kẻ ngoại vực kia trốn ở đây. Trời ạ, đó là Thiên Sinh Đao. Các anh em, xông lên, giành lấy Thiên Sinh Đao cho tôi. Giết! Thiên Sinh Đao là của tôi. Tất cả lui ra cho tôi, ai dám đối đầu với Huyền Thanh Tông, giết thông tha. Thượng Hải giáo phải lấy bằng được cây Thiên Sinh Đao này. Các người không muốn bị diệt tông thì tránh hết ra cho tôi. Cùng lúc càng có nhiều thế tộc ùa đến phía này. Đường mòn yên tĩnh đã lấp đầy người. Nhìn cảnh tượng này, bất kể là người nhà họ Dục hay người của Trùng Long Cốc đều có vẻ vô cùng tuyệt vọng. Nhất là khi nhìn thấy mấy người của thế tộc bá chủ đuổi đến, mặt bọn họ đều trắng bệch. Đối đầu với thế tộc bá chủ, dựa vào một cây Thiên Sinh Đao thì không thể đối phó. Lần này tiêu rồi. Ông năm Dục kinh hãi, run rẩy nói. Nhà họ Dục, đám phản bội các người, đợi tôi rời khỏi đây, nhất định sẽ giết cả nhà họ Dục, cho các người hoàn toàn biến mất khỏi vực diệt vong. Cốc chủ Trùng Long Cốc tức đến mức xì khói, nếu không có Dục Trấn Thiên can thiệp, ông ta đã lấy được Thiên Sinh Đao rời khỏi từ đây. Sao lại dẫn nhiều người đến như vậy? Này người của mấy thế tộc bá chủ đến đây, Trùng Long Cốc không thể ổn định được tình hình, mọi thứ không còn do bọn họ quyết định nữa. Vẻ mặt Dục Trấn Thiên rất khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Anh cả, chúng ta phải từ bỏ Thiên Sinh Đao, dẫn người rời khỏi đây thôi, nếu không chúng ta đều sẽ chết ở đây. Ông hai Dục hét lên. Từ bỏ Thiên Sinh Đao. Dục Trấn Thiên rùng mình, nhìn cây trường đao trắng không tì vết trong tay ông Nam Dục, trong lòng sao có thể cam tâm. Không được, không thể từ bỏ. Thế chết giữ Thiên Sinh Đao, thế chết giữ Thiên Sinh Đao.
Dục Chấn Thiên phẫn nộ quát lên, nếu nhà họ Dục có thể giữ được Thiên Sinh Đao, dựa vào thần khí này đủ để quật khởi, thăng cấp lên bá chủ. Đây là chuyện ông ta thằng tha thiết mong ước, bây giờ ước mơ sắp thành hiện thực, làm sao ông ta có thể từ bỏ. Nhưng mà anh cả, cứ vậy thì người trong tộc sẽ chết hết. Bớt nhiều lời, chú sợ thì chú chạy đi, tôi không cản chú. Hôm nay không vang theo Thiên Sinh Đao đi, tôi sẽ không được ở đây. Dục Chấn Thiên gào lên. Ông Hai Dục mở to mắt nhìn anh cả của mình. Ông ta biết Dục Chấn Thiên đã bị Thiên Sinh Đao che mờ lý trí, có khuyên thế nào cũng vô dụng. Cốc chủ Trùng Long Cốc cũng vậy. Giờ phút này, ông Hai Dục đột nhiên cảm thấy hơi khâm phục Lâm Minh. Con người này nói giao Thiên Sinh Đao ra là giao ngay, không hề có chút do dự. Ông ta liếc nhìn Lâm Minh, chợt cảm thấy nghẹt thở. Lúc này, trên người Lâm Minh cắm đầy châm bạc, có đến mấy trăm cây. Dùng xong châm bạc trên người, anh phất tay rút châm bạc từ những người đã chết trại trận, sau đó châm lên người mình. Động tác lưu loát khiến người ta cảm thấy rất đẹp mắt. Nhưng những chỗ mà Lâm Minh dùng châm lại khiến ông Hai Dục hết sức kinh ngạc, tìm đập thình thịch. Tất cả đều là tử huyệt, mỗi một tử huyệt có đến 3-4 cây châm bạc. Cậu ta định làm gì? Ông Hai Dục cảm thấy sự việc không ổn. Nghĩ tới lúc trước Lâm Minh thoải mái giao Thiên Sinh Đao ra, trong lòng ông ta đã có dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ người này hoàn toàn không có ý định bỏ Thiên Sinh Đao? Cậu ta chỉ muốn giao vật đó ra để nhà họ Dục và Trùng Long Cốc chiến đấu đến mức thương vong nặng nề, sau đó cậu ta sẽ ngồi làm ngư ông đắc lợi sao? Chắc chắn là vậy. Ông Hai Dục siết chặt nắm đấm, bây giờ đi được cũng không được, không đi cũng không được. Đúng lúc đó, một luồng sức mạnh tàn bạo ập tới phía này. Rật một lũ sâu kiến, mau nằm hết xuống cho tôi. Sau đó, khí áp có 102 bao trùm về phía này. Phịch phịch phịch, vô số người bị luồng khí áp đáng sợ đó làm chấn động phun ra máu. Sau đó, một ông lão tóc bạc trắng bay qua bầu trời, đáp xuống phía này. Khí tức ông lão cao ngút trời, giống như tiên nhân. Những nơi ông ta đi qua, không ai có thể đứng vững được. Bách độc lão nhân sao? Có người nhìn thấy ông lão xuất hiện thì lập tức la lên. Không hay, chú Năm, mau bỏ đao rời khỏi đó. Ông Hai Dục kinh hãi hét lên. Ông Năm Dục sừng sốt, nhưng ông ta còn chưa kịp bỏ đao, cơ thể đột nhiên nổ tung, chết ngay tại chỗ. Chú Năm! Hai mắt Dục Chấn Thiên như sắp nứt ra, gào lên thảm thiết. Người nhà họ Dục vô cùng căm phẫn. Ông Năm Dục đã chết, Thiên Sinh Đao rơi xuống đất. Người được gọi là Bách Độc lão nhân cười lớn, đưa tay nắm lấy Thiên Sinh Đao. Đúng lúc đó, một giọng nói khác lại vang lên. Bách Độc lão nhân, xưa nay ông quen giết người, độc ác tàn bạo. Thiên Sinh Đao là binh khí cứu người, sao có thể phù hợp với ông? Tôi thấy để nó cho tôi thì hơn. Sau đó, một bóng người nhanh nhẹn lướt qua đỉnh đầu mọi người, tấn công thẳng tới Bách Độc lão nhân. Bách Độc lão nhân nổi giận, lập tức đánh trả. Trầm, hai người lao vào chiến đấu với nhau, không phân cao thấp. Những người khác thấy vậy thì đâu còn nhẫn nại được nữa. Cướp đao, mau cướp Thiên Sinh Đao, xông lên cho tôi. Vô số người xông về phía Thiên Sinh Đao, ai cũng như dã thú mất khống chế, hai mắt tràn ngập vẻ tham lam, không quan tâm sinh tử, không quan tâm mọi thứ, trong mắt chỉ có thanh đao lấp lánh. Xông lên, tất cả người trong cuộc xông lên cho tôi, cướp lại Thiên Sinh Đao, cướp lại Thiên Sinh Đao thuộc về nhà họ Dục chúng ta. Dục Chấn Thiên gào lên, sau đó dẫn theo người trong tộc đi cướp. Anh cả, đừng như vậy nữa, cứ tiếp tục như vậy, nhà họ Dục chắc chắn sẽ diệt vong, đến lúc đó thì đã muộn, mau dừng tay đi. Ông Hai Dục ôm Dục Chấn Thiên đau khổ gào lên, cút ra. Dục Chấn Thiên đột nhiên tránh thoát khỏi ông Hai Dục, ngay sau đó đập mạnh vào người ông ta. Ông Hai Dục bị đạp ngã ra đất. Nghe đây, chú Năm đã bị giết, chúng ta cũng có nhiều người thương vong. Nếu cứ như vậy thì chẳng phải bọn họ đổ máu vô ích hay sao? Dục Chấn Thiên gào lên. Ông Hai Dục mở to mắt, nhưng lại không làm gì được. Ông ta biết Dục Chấn Thiên đã phát điên, hoàn toàn phát điên rồi. Bây giờ nói gì cũng vô dụng, vì Thiên Sinh Đao, Dục Chấn Thiên đã mất hết lý trí. E rằng hôm nay nhà họ Dục sẽ sụp đổ tại đây. Vẻ mặt ông Hai Dục đầy đau khổ, mệt mỏi vô cùng. Nhìn con đường hỗn loạn, ông ta ôm bụng, đi về phía vùng đất Tu Di. Ông ta quyết định rời đi. Hôm nay, đám người Dục Chấn Thiên chắc chắn sẽ chết ở đây. Ông ta định giữ lại mạng cho mình, dẫn dắt nhà họ Dục. Ít nhất, còn giữ được hương hỏa cho nhà họ Dục. Nhưng khi đến gần lối vào con đường nhỏ, bóng dáng Long Minh vẫn khiến ông ta kinh hãi. Lúc này, trên người Lâm Minh có hơn 1.000 cây châm bạc. Lần này, châm bạc không chỉ đâm vào tử huyệt, mà còn đâm vào sinh huyệt. Lâm Minh đâm vào người mình, hết châm này đến châm khác, mỗi châm hạ xuống đều có thể nhìn thấy cơ thể của Lâm Minh run lên. Hiển nhiên, châm cứu đến lúc này đã rất gian nan, nhưng Lâm Minh không bỏ cuộc, tiếp tục lấy châm ra đâm.
Lâm Minh, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Ông Hai Dục không nhịn được nữa, nghiến răng hỏi. Nhưng Lâm Minh chỉ liếc nhìn ông ta, không trả lời. Tôi đang nói với cậu đấy, cậu điếc rồi sao? Ông Hai Dục rất tức giận, đưa tay tới trước định tóm lấy Lâm Minh. Thật ra ông ta không thật sự nổi giận, mà là muốn tìm hiểu Lâm Minh rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng ông ta vừa đưa tay ra, một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên bay cả người ông ta ra, đập mạnh xuống đất. Ông Hai Dục chật vật đứng dậy, Lâm Minh vẫn ngồi khoanh chân tại đó, không hề nhúc nhích, không hề bị ảnh hưởng. Ông Hai Dục mở to mắt trở nên căng thẳng. Luồng sức mạnh vừa rồi ảo diệu đến mức nào, dù là ông ta cũng không nhìn thấu. Đây là sức mạnh to lớn vượt trên cả khí kình, thậm chí còn tinh xảo hơn cả sức mạnh phi thăng. Mặc dù không rõ mục đích của Lâm Minh là gì, nhưng ông Hai Dục biết Lâm Minh chắc chắn sẽ không từ bỏ thiên sinh đao. Người này biết là bản thân mình không thể phá vòng vây, bèn cố ý đưa thiên sinh đao ra để dụ đám người này chém giết lẫn nhau. Lẽ nào dự định của cậu ta là ung cây đỡ thỏ? Đám người này chém giết nhau càng nhiều thì cậu ta sẽ ra tay đoạt lại thiên sinh đao sao? Thế nhưng lúc này có biết bao nhiêu người cùng ôm cây đợi thỏ, biết lúc nào mới là thời cơ đây? Ông Hai Dục suy nghĩ, sau đó đột nhiên nghĩ tới việc chính mình cũng không muốn rời đi, mà chỉ lặng lặng chờ xem kẻ ngoại vực này rốt cuộc có ý đồ gì. Cuộc chiến càng lúc càng trở nên khốc liệt. Dục Chấn Thiên đưa người lao về phía thiên sinh đao, cốc chủ Trùng Long Cốc cũng vậy. Thế nhưng lúc này dù là ai có được thiên sinh đao thì cũng bị những người xung quanh bao vây và tấn công, nếu không thịt nát xương tan thì họ cũng chết teo. Hầu như không ai có thể cầm được thiên sinh đao quá lâu. Người của Tu Di từ Đại Môn đã tới, đến cả Ái Nhiễm cũng vội vàng có mặt. Anh Lâm, anh Lâm! Thần Y Lâm, anh ở đâu? Thần Y Lâm! Ái Nhiễm cuống cả lên. Thế nhưng người đông quá, họ không thể nào tìm được bóng sáng của Lâm Minh. Lẽ nào Lâm Minh xảy ra chuyện rồi sao? Bọn họ đang tranh đoạt thiên sinh đao, xem ra Lâm Minh gặp chuyện không hay rồi. Phải làm sao đây? Đám đông tái mặt. Thật không ngờ bọn họ mất công đưa Lâm Minh đi như vậy mà không có ích gì. Nhóc, chúng ta đi thôi. Ở đây loạn quá. Có rất nhiều thế tộc xen ngang vào tình hình. Sẽ là xảy ra đại chiến mất. Chúng ta ở đây cũng chẳng giải quyết được gì. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài và khuyên bảo. Một cuộc chiến lớn như vậy họ chẳng thể làm gì. Thậm chí mà đến gần còn gặp nguy hiểm nữa. Ái Nhiễm đương nhiên biết điều đó. Thế nhưng cô ta không tin Lâm Minh đã chết. Sư phụ đưa Nam Phong sư huynh rời đi đi. Đệ tử ở đây đợi tiếp ứng cho Lâm Minh. Ái Nhiễm khẽ nói. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài, không nói gì nữa. Các thế tộc đánh nhau khiến trời đất đảo loạn, máu chảy thành sông, cả con đường với cây cối rậm rạp bị phá hoại. Con đường vốn gập ghềnh giờ đã bị cao bằng, tạo ra một con đường mới. Lúc này trên người Lâm Minh đã có hàng nghìn cây châm. Những cây châm này khiến anh nhìn giống như một con nhím, ai thấy cũng phải rùng mình. Ông Hai Dục ở bên cạnh đã không còn cách nào hiểu được sức mạnh trong cơ thể Lâm Minh là loại gì nữa rồi. Đúng lúc này, Lâm Minh mở mắt, làn da anh đỏ hơn, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ máu, tóc đã mọc dài hơn và biến thành màu trắng tát. Điều khiến người khác kinh ngạc hơn là tứ chi của anh hình thành những đường vân nổi. Ai cũng bàng hoàng, anh từ từ đứng dậy, khí tức của anh trở nên vô cùng huyền diệu, phóng ra bốn phía, dưới sự bao bọc của luồng khí tức, ông Hai Dục cảm thấy thót tim. Ông ta sợ tới mức vội vàng lùi lại. Đúng lúc ông ta tưởng Lâm Minh sẽ ra tay thì anh lại lấy ra vô số những chiếc bình nhỏ. Anh đổ ra từng viên thuốc và nhét vào miệng. Còn định gia tăng sức mạnh sao? Ông Hai Dục nín thở. Lúc này Lâm Minh khiến ông ta nghĩ tới một người. Giản Đào, lẽ nào kẻ ngoại vực này cũng đã tới trạng thái gia tăng vô tận rồi? Bên ngoài con đường nhỏ, đội quân tinh nhuệ của các thế lực Ác Phong Xuyên, Thiên Vấn Tông cũng đã có mặt. Xuyên chủ Ác Phong Xuyên và tông chủ Thiên Vấn Tông cũng đều quan sát tường ngọn núi gần đó. Họ không định can dự vào, rõ ràng bọn họ thấy làm ngư ông đắc lợi mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này, xuyên chủ Ác Phong Xuyên nín thở, giống như nhìn thấy thứ gì đó. Ông ta nhìn về phía con đường nhỏ, một người cưỡi ngựa xuất hiện. Người này có phong thái vô cùng ung dung trong bộ quần áo màu trắng, mái tóc dài buông và cùng ngũ quan tinh tế giống như một bức họa vậy. Điều khiến người khác phải chú ý đó là eo của người này có một chiếc dùi đâm, trên người dùi có hình rồng. Dù được treo ở eo, nhưng vật đó cũng phát ra ánh sáng vô cùng lấp lánh. Xuyên chủ tái mặt, người của Thiên Vấn Tông cũng phát hiện ra bèn nói. Tông chủ, mau nhìn về phía bên đó. Tông chủ lập tức nhìn và đanh mặt. Đó là Đặng Thiên Nhai sao? Tông chủ nhìn người đó và nói. Ái Nhiễm bàng hoàng, anh kiệt xếp thứ tư. Lẽ nào người này cũng có hứng thú với thiên sinh đao? Thần Cung Thương siết nắm đấm, đôi mắt lạnh như băng. Hắn luôn coi Đặng Thiên Nhai là mục tiêu,
Thế nhưng trong cuộc chiến lần này, hắn đã hiểu ra khoảng cách giữa hắn và Đạo Thiên Lai là quá lớn. Thực ra, từ lúc đầu thực lực giữa các anh kiệt đã có sự đứt đoạn rồi. Tôi và Đặng Thiên Nhai lúc giao đấu, hắn chỉ dùng một chiêu đã đánh bại được tôi rồi. Nếu anh muốn thay thế vị trí của anh ta, chiến thắng anh ta thì rất khó, phải có cơ duyên. Nguyên Huyền Tâm có vẻ nhận ra sự bất cam của Thần Cung Thương nên đã lên tiếng. Thần Cung Thương đương nhiên biết điều đó. Cơ duyên sao? Tôi giống như con chó què, còn gì có cơ duyên nữa. Giờ Lâm Minh sống chết chưa biết thế nào. Cơ hội hồi phục thiên phú duy nhất của tôi có thể sẽ không còn, thì làm gì còn hy vọng có thể đối kháng được với Đãng Thương Nhai. Thần Thương Cung cười trêu chát. Nguyên Huyền Tâm không nói gì. Lúc này Đãng Thiên Nhai có vẻ đã để ý thấy Thần Cung Thương nên dừng ngựa, hắn tỏ vẻ vô cùng khinh thường. Thần Cung Thương, chào Đãng anh kiệt. Thần Cung Thương chắp tay, tôi nghe nói rồi, tôi tưởng anh cũng là một trong những anh kiệt của Vực Diệt Phong. Không ngờ anh không những thua kẻ ngoại vực đó mà còn quỳ trước mặt hắn, tát thẳng vào mặt người của Vực Diệt Phong, đúng là mất sạch thể diện. Đãng Thiên Nhai điềm đạm nói, Đãng anh kiệt, người ngoại vực đó rất chi phi phàm, đến cả Thất Tu La của Thiên Thần Điện còn không phải là đối thủ của anh ta. Thương anh kiệt bị thua cũng là hợp lý thôi. Nguyên Huyền Tâm vội giải thích, thua là thua, còn phải tìm cớ làm gì để người khác rủ lòng thương hại. Đặng Thiên Nhai lắc đầu, sau đó đưa tay ra, giao ra đây. Giao cái gì? Thần Cung Thương giật mình. Anh kiệt lệnh của anh, loại người như anh không xứng làm anh kiệt. Tôi đại diện cho 7 anh kiệt loại anh đã khỏi danh sách. Đặng Thiên Nhai nói, anh... Thần Cung Thương tức run người. Đãng Thiên Nhai, anh đừng có sỉ nhục người khác. Sỉ nhục? Anh cũng xứng sao? Đãng Thiên Nhai hử giọng và phất tay. Vụt, vô số châm khí được phóng ra. Thần Cung Thương tái mặt vội né đòn. Thế nhưng tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, mắt thường không thể nhìn thấy được huống hồ là sự phản ứng của cơ thể. Trong nháy mắt, hai chân của Thần Cung Thương bị trúng châm, anh ta quỳ phục xuống. Đãng Thiên Nhai xuống ngựa, đạp lên vai của Thần Cung Thương. Thần Cung Thương trợn mắt, điên cuồng giãy giụa nhưng vô ích. Châm của Đãng Thiên Nhai đã khống chế hắn chỉ có thể trơ mắt ra chịu nhục. Cậu chủ thương, Thiên Tài Đãng, đừng làm cậu chủ thương nhà tôi bị thương. Người thế gia Thần Cung đều chạy đến bao vây lấy Đãng Thiên Nhai, ai nấy cũng vô cùng lo lắng. Đều giải tán hết cho tôi. Nguyên Huyền Tâm cực kỳ sợ hãi lập tức quát, mọi người sửng sốt, nhìn thấy là Nguyên Huyền Tâm thì hơi do dự. Đều tản ra hết đi. Gia chủ thế gia Thần Cung bước đến lạnh lùng nói, lúc này mọi người lùi lại. Thiên Tài Đãng, xin hãy nể mặt thế gia Thần Cung bỏ qua cho con trai tôi không biết nên vô lễ với cậu, mong cậu rộng lượng đừng trách. Gia chủ Thần Cung chắp tay lại, ông ta biết rõ năng lực của Đạo Thiên Nhai, nhưng người như thế này không phải là người thế gia Thần Cung có thể chống đỡ. Nhưng chưa kể thực lực của bản thân Đạo Thiên Nhai đáng sợ như thế nào. Chỉ riêng thế lực phía sau hắn đã không phải là thế lực mà người thường có thể đối phó. Đối mặt với người như vậy, thà chịu thiệt một chút, mất mặt một chút cũng không thể chọc vào. Thế nhưng Đặng Thiên Nhai dường như cũng xem thường gia chủ Thần Cung, mặt không cảm xúc nói, nể mặt thế gia Thần Cung ư? Thế gia Thần Cung là cái thá gì mà cũng dám đòi tôi giữ thể diện? Dứt lời, hắn dùng sức đạp Thần Cung Thương dưới đất, một chân dẫm lên đầu Thần Cung Thương. Khốn nạn! Giết! Mọi người không chịu được nữa gào lên rồi xông đến. Dừng tay lại cho tôi. Nguyên Huyền Tâm gào lên, ngăn người thế gia Thần Cung lại. Thiên Tài Nguyên, cô mau tránh ra. Người thế gia Thần Cung nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe đây, nếu mọi người không muốn chết thì dừng lại hết cho tôi. Nếu dám mạo phạm lần nữa thì đừng nói là mạng sống của mọi người. Ngay cả mạng của Thiên Tài Thương cũng không giữ được đâu. Nguyên Huyền Tâm nói. Mọi người lo sợ, thấy vẻ mặt Nguyên Huyền Tâm vừa tức giận vừa lo lắng. Họ đều do dự. Lúc này, Thần Cung Thương cũng cất tiếng nói. Mọi người, đều lùi lại. Thần Cung Thương gian nan nói, cho dù hắn liều mạng dãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của Đạo Thiên Nhai. Cậu chủ! Người Thần Cung Thương nước mắt giàn giụa, đều quỳ xuống, bật khóc. Xem ra, anh vẫn còn biết nghĩ cho những người này. Anh biết, nếu mấy người này dám xông lên, chắc chắn chỉ có con đường chết, cho nên không cho phép chúng lao đến. Nhưng anh cho rằng tôi có thể bỏ qua cho chúng sao? Mặt Đãng Thiên Nhai không đổi sắc nói, trong mắt tôi chúng đều là tội đồ của Vực Diệt Vong giống anh đáng chết, chúng cũng đáng chết. Dứt lời, chân Đãng Thiên Nhai dùng sức đạp mạnh lên đầu Thần Cung Thương, cảm giác áp bức cực lớn khiến Thần Cung Thương cực kỳ đau đớn, mặt cũng đỏ bừng. Hắn biết nếu không tự cứu mình ra thì chắc chắn sẽ chết, không còn cách nào khác, đành nghiến răng nói,
Đặng thì nhai, anh cứ phải làm trời làm đất ở trước mặt tôi thế à? Nếu anh có bản lĩnh thật thì đi tìm người ngoại vực kia đi. Đặng Thìn Nhai nhìn hắn, anh muốn dùng kế khích tướng để bảo vệ mạng sống của mình sao? Mặc kệ anh nói thế nào cũng được, tôi nói cho anh biết. Đặng Thìn Nhai tôi từng đánh với tên ngoại vực kia, tôi biết thực lực của người ngoại vực đó mạnh đến cỡ nào. Anh có thể đánh bại tôi, nhưng anh chưa chắc có thể đánh bại người ngoại vực đó. Nếu anh gặp phải người đó, anh nghĩ anh sẽ không làm mất mặt vực diệt vong sao? Anh nghĩ anh nhất định có thể thắng hắn sao? Nằm mơ đi. Xem ra anh không phục tôi. Phải đấy, tôi không phục anh. Tôi chết không tiếc, muốn giết, muốn chém là tùy anh. Chỉ tiếc là tôi không thể nhìn thấy khoảnh khắc người ngoại vực đó dẫm đạp anh dưới chân. Tôi không cam lòng. Thần Cung Thường trầm giọng nói, dáng vẻ tràn đầy tức giận. Vừa dứt lời, cái chân đạp lên đầu hắn lập tức nhấc lên. Thần Cung Thường ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy Đặng Thiên Nhai xoay người, nhảy lên ngựa. Khích tướng hay đấy. Thần Cung Thương, tôi cứ tưởng anh không có đầu óc, hôm nay xem ra là tôi lầm rồi. Đặng Thiên Nhai từ trên cao nhìn xuống, Thần Cung Thương ngồi dậy, trợn mắt nhìn hắn. Nhưng tôi vẫn trúng kế của anh, dù sao nếu không thể khiến anh tâm phục khẩu phục mà chết, tôi sẽ cảm thấy tiếc nuối. Vậy thì chính tay tôi sẽ giết người ngoại vực đó để rửa sạch nỗi nhục nhã mà anh khiến người ngoại vực phải chịu đựng. Sau đó để anh chết mà không thấy tiếc. Đặng Thiên Nhai nói, vậy thì tôi không còn gì để nói. Thần Cung Thương nói, người ngoại vực đó ở đâu? Đặng Thiên Nhai không cảm xúc nói, ở trong đó, người ngoại vực được giành vị trí thứ nhất trong cuộc thi, tay cầm thiên sinh đao, bây giờ đã bị người vực diệt vong bao vây, có mọc cánh cũng khó thoát. Nhưng bọn tôi không biết người đó sống hay chết, nếu thiên tài đãng muốn tiêu diệt người ngoại vực kia, chỉ cần đánh vào trong rồi thăm dò là được. Lập tức có người thấy ra Thần Cung nói, câm miệng. Thần Cung Thường biến sắc, lập tức quát, cậu chủ, tôi chỉ vì muốn cứu anh. Người đó bất lực nói. Thần Cung Thường nghẹn họng. Sao nào, anh đau lòng cho người ngoại vực đó à? Không ngờ người ngoại vực đó lại đánh gục được anh. Thú vị đấy. Đặng Thiên Nhai tỏ vẻ thờ ơ, sau đó cuốt ngựa chạy đến con đường mòn. Thần Cung Thường mặt mày tỏ vẻ lo lắng, thầm nghiến răng. Ái Nhiễm cách đó không xa thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Lần này, cậu Lâm lành ít dữ nhiều rồi. Tông chủ Thanh Huyền Tông cười khổ nói. Có thiên tài hạng 4 ra tay, anh Lâm chắc chắn không còn đường sống. Cô Ái Nhiễm, chúng ta đi thôi. Muốn đi thì mọi người đi là được, cứ mặc tôi. Ái Nhiễm lạnh lùng nói, sau đó đột nhiên cất bước cũng chạy vào con đường mòn. Ái Nhiễm, Ái Nhiễm. Tông chủ Thanh Huyền Tông vội vàng gọi, thế nhưng Ái Nhiễm không quan tâm. Điên rồi, nó điên rồi. Cô ấy sẽ không nghĩ mình có thể cứu được anh Lâm đấy chứ. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta, đến đó chỉ đâm đầu vào chỗ chết, lẽ nào cô ta không biết sao? Sư phụ, nên làm gì đây? Nam Phòng lo lắng hỏi. Mọi người đều quay sang nhìn tập chủ Thanh Huyền Tông. Tập chủ Thanh Huyền Tông nghiến răng, do dự một lúc bỗng sầm mặt nói. Đi. Vào trong xem thử, nếu tìm được cậu Lâm, nhanh chóng dẫn cậu ấy đi, bất chấp tất cả. Dứt lời, ông ta dẫn người chạy vào, người của mấy thế tộc phía sau nhìn vào. Nhưng cuối cùng, họ vẫn không ra tay. Dù sao ngay cả Đặng Thiên Nhai cũng đã đến. Nếu họ vào trong, thì là đang đối đầu với Đặng Thiên Nhai. Vậy thì hậu quả sau đó có thể là bị diệt tộc. Bố, làm sao đây? Nam Hạnh Nhi lau nước mắt hỏi. Bây giờ chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Thành chủ Nam Thành Ly lắc đầu thở dài. Lâm Minh hoàn toàn không biết rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, anh ngồi xếp bằng trên con đường mòn như một bức tượng bất động. Vì phía sau anh là đường đến vùng đất tu di, không còn đường đi nữa. Xung quanh không có ai, cũng không bị làm phiền. Ông Hài Dục đứng ở một bên lặng lẽ quan sát. Mặc dù ông ta không tin Lâm Minh có thể dựa vào việc tăng thực lực này giành được thiên sinh đạo, nhưng ông ta rất mong đợi Lâm Minh sau khi tăng thực lực sẽ thể hiện được thực lực thế nào. Mặc dù người này là người ngoại vực, nhưng thuật châm cứu của cậu ta rất huyền bí, đến mức người thường không thể hiểu được. Đại ca, không được chọn người này đại diện cho nhà họ Dục chúng ta ra trận được. Thực sự là nhà họ Dục vô phúc. Ông Hài Dục thở dài, cảm thấy bực dọc. Ông ta vẫn nhớ lúc đầu, mình cũng khuyên can Lâm Minh muốn anh đi khỏi đây. Bây giờ nghĩ lại mình thật ngây thơ, đúng là không biết cái gì cả, như một tên hề, xấu hổ quá đi mất. Cuộc đánh giết vẫn còn đang tiếp tục. Trên con đường mòn đã đầy rẫy thi thể, máu chảy thành sông, thi thể của những người đã chết đó chất đầy cả con đường mòn, không khí nồng nặc mùi máu tanh, tanh đến mức người ta muốn nôn. Người của vài thế tộc tầm trung nhỏ đã rời đi, không phải họ không muốn đánh, mà đã có quá nhiều người trong tộc của họ chết rồi, không còn sức đánh để tranh đoạt thiên sinh đao nữa.
Họ từng tận mắt nhìn thấy một gia tộc cỡ lớn điên cuồng, bất chấp mọi thứ cướp đoạt thiên sinh đao, kết quả đều bị tiêu diệt. Vì tranh giành thiên sinh đao mà hầu hết mọi người đều xin cứu viện của gia tộc tông môn mình. Mọi người cứ liên tục ào ạt chạy đến vào trận chiếm giết bên trong. Diệt tộc sao? Ở đây trở nên rất dễ thấy. Trước cám dỗ cực lớn, mọi người hoàn toàn không thể giữ được lý trí. Ông Hai Dục ngây ngốc nhìn mọi thứ, đầu óc nóng bừng. Hình như ông ta cảm nhận được điều gì, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đáng sợ thật, chắc chắn Lâu Trạch cố ý lấy thiên sinh đao ra. Thần binh như vậy, sao họ dễ dàng giao cho người khác được? Thế nhưng họ vẫn không chút do dự lấy nó ra. Thật ra cũng không phải là vì ban thưởng cho vị trí đứng đầu cuộc thi, mà là để gây tranh chấp, kích động đánh giết, dẫn đến rất nhiều thế tộc tự chém giết lẫn nhau. Nghĩ đến đây, ông Hai Dục hít khí lạnh. Tại sao vực diệt vong nhiều năm rồi vẫn không có thế tộc bá chủ có thể thăng cấp thành thế tộc siêu bá chủ? E là vì thế tộc siêu bá chủ như Lâu Trạch, Thiên Các ở trên bề mặt chặn họng. Cuộc thi lần này có vài thế tộc bá chủ tham gia, cũng có thiên tài tiềm năng vô hạn như Thần Cung Thương xuất hiện. Họ chỉ cần một cơ hội là có thể vượt bậc, làm cho thế tộc trở thành sự tồn tại bá chủ siêu việt, địa vị ngang với Lâu Trạch. Thế nhưng hôm nay, các thế tộc bá chủ này tàn sát lẫn nhau vì trận chiến này. Nguyên khí bị tổn thương, những người như Thần Cung Thương thì thiên phú bị phế, vô cùng thê thảm. Mọi chuyện đều không liên quan đến Lâu Trạch được sao? Cuộc thi đó cũng chỉ là một âm mưu. Ông Hai Dục thầm nghiến răng, bục, phe bục bục. Vài cường giả tuyệt thế vẫn bao vây chém giết nhau quanh thiên sinh đao. Chỉ thấy Bách Độc lão nhân nôn ra máu, bị một người phụ nữ tóc đỏ phía đối diện đánh một quyền vang ra xa, đập mạnh xuống đất, sắc mặt đỏ bừng như bị trúng hỏa độc. Ông ta còn muốn ngồi dậy, nhưng liên tục nôn ra máu mấy lần, không còn bao nhiêu sức chiến đấu. Thấy thế, người phụ nữ tóc đỏ lập tức cầm lấy thiên sinh đao rơi trên đống thi thể. Nhưng ngay sau đó, lại có một người đàn ông trung niên lao đến. Khí kình quanh người đàn ông biến thành một con hổ, khí thế hung hãn, cực kỳ hung dữ, đâm thẳng vào người phụ nữ. Người phụ nữ vội lấy châm bạc ra búng vào người đàn ông, nhưng châm bạc đánh vào trên người đàn ông như đánh vào tấm sắt, không có cây nào đâm trúng. Người phụ nữ tóc đỏ thở hổn hển, cuối cùng bị người đàn ông đánh văng ra xa. Mấy người không thể chạm vào thiên sinh đao này. Người đàn ông trung niên bật cười, giơ tay lên cầm lấy thiên sinh đao, sau đó định chạy ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn cầm thiên sinh đao lên, bốc bốc bốc, một đòn tấn công như lũ xối xả bao trùm lấy nó, hàng chục châm bạc chút xuống. Nụ cười của người đàn ông cứng đờ, ánh mắt thay đổi, vội vàng dùng khí kình để khống chế. Thế nhưng khí kình vừa xuất hiện, xung quanh lại có mấy pháp phá khí làm khí kình của hắn vỡ tan. Không ổn, người đàn ông biến sắc, vội lùi về sau chạy mất, nhưng không kịp nữa rồi. Vụt vụt vụt, cơ thể người đàn ông bị đâm thành tổ ong, lập tức bị giết chết. Thấy thế mọi người đều sửng sốt. Tập 678 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.